nằm trong tứ giác vàng, tiềm năng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Bình Phước thừa hưởng hệ thống giao thông huyết mạch, cửa khẩu thông thương với Campuchia, cùng với nhiều lợi thế nổi trội để trở thành một khu đô thị phát triển toàn diện từ kinh tế, du lịch đến văn hóa, đời sống xã hội. Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, hiện tại thì Hoàng Tú đang có mặt tại Bình Phước và ở phía sau Hoàng Tú đây, đó chính là di tích lịch sử quốc gia Tượng Đài Chiến Thắng, tọa lạc ngay tại trung tâm của thành phố Đồng Xoài, một thành phố trẻ, năng động và tiềm năng của Việt Nam. Và để giải thích cho câu hỏi tại sao ngày hôm nay Hoàng Tú có mặt tại đây, thì xin được mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một nơi có vị trí vô cùng chiến lược và đắt giá mang tên Bình Phước. Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi. Sở hữu vị trí chiến lược đắt giá vừa ở hai trục đường giao thông huyết mạch là quốc lộ 13, quốc lộ 14 và DT741, vừa nằm trong tứ giác vàng nối liền các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Xoài đóng vai trò quan trọng trong quá trình thúc đẩy tỉnh Bình Phước phát triển toàn diện và bền vững. Cách thành phố Hồ Chí Minh từ 80 đến 90 km, Bình Dương 15 km, Đồng Nai 50 km, sân bay Long Thành 122 km và cách khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Hoa Lư 93 km. Đây thực sự là một vị trí đắc địa, một lưu ý đáng giá dành cho các nhà đầu tư lớn. Ngoài ra, nơi đây còn là cửa ngõ biên giới phía Tây của khu vực Đông Nam Bộ, mang đến cơ hội kết nối giao thương, an cư và đầu tư thịnh vượng. Đặc biệt, thành phố Đồng Xoài còn được xem là trạm trung chuyển hàng hóa xuất và nhập khẩu đến các nước Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, đóng vai trò quan trọng cho quá trình phát triển công nghiệp của thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai. Với lợi thế sở hữu nhiều khu công nghiệp lớn như hiện nay, thì Bình Phước sẽ là một trong những thị trường màu mỡ, thu hút rất nhiều những nhà đầu tư bất động sản. Bởi vì nhu cầu nhà ở ngày càng tăng cao do lượng lao động nhập cư ngày càng nhiều. Điều này cũng đồng nghĩa với việc thị trường sẽ phát triển một cách mạnh mẽ mới có thể đáp ứng được nguồn cung so với nhu cầu của thị trường ở thời điểm hiện tại. Thưa quý vị, đối diện với lại khu công nghiệp Đồng Xoài 3 đó chính là khu đô thị phức hợp cảnh quan Cát Tường Phú Hưng. Dự án nhận được giải thưởng dự án có hạ tầng công cộng tiêu biểu năm 2020 do tạp chí Nhịp cầu đầu tư trao tặng trong lễ vinh danh bất động sản tiêu biểu năm 2020. Như vậy, những điểm nổi trội của dự án Cát Tường Phú Hưng là gì mà có thể vượt qua hàng loạt những đối thủ nặng ký để có thể nhận được giải thưởng danh giá này? Ngay bây giờ xin được mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng theo chân Hoàng Tú và giải mã câu hỏi này ngay lập tức nhé. Khu đô thị phức hợp cảnh quan Cát Tường Phú Hưng được xem như là mũi tiên phong đi đầu trong xu thế bùng nổ bất động sản với những tiện ích xanh nâng tầm cuộc sống trên địa phận tỉnh Bình Phước và các khu vực lân cận cũng như Đông Nam Bộ. Chắc chắn với những mục tiêu và định hướng mới mẻ này thì dự án sẽ có sức hút nhất không thể bỏ qua dành cho những nhà đầu tư có tầm nhìn xa muốn an cư trong một khu đô thị xanh tiện ích với tiềm năng sinh lời cao trong tương lai. Với diện tích 92,7 hectare và tổng vốn đầu tư lên đến 90 triệu USD, khu đô thị phức hợp cảnh quan Cát Tường Phú Hưng được quy hoạch đồng bộ, hài hòa từ tổng thể đến từng chi tiết. Ngôn ngữ thiết kế chủ đạo là màu xanh thiên nhiên, thuần khiết, gắn với kiến trúc phương Tây tinh tế sang trọng. Dự án phát triển theo hướng đô thị sinh thái, chú trọng nâng cao chất lượng cuộc sống với hơn 50% diện tích dùng để xây dựng công trình cảnh quan tiêu biểu. Với 8 công viên cây xanh chủ đề lần lượt được hình thành đã giúp cho Cát Tường Phú Hưng trở thành nơi chốn an cư lý tưởng, đầu tư thịnh vượng. Nói đến đây thì Hoàng Tú không thể nào giấu được sự yêu thích của mình dành cho nơi này. Bởi với Hoàng Tú, những công trình, những dự án đạt chất lượng sống lên hàng đầu đều là những công trình, dự án tuyệt vời. Vì dự án nằm ngay tại trung tâm thành phố Đồng Xoài nên chỉ mất 5 phút di chuyển đến các tiện ích ngoại khu như trường học, bệnh viện, chợ, siêu thị, trung tâm văn hóa, kinh tế lớn của thành phố và vô cùng tiện lợi cho các hoạt động vui chơi giải trí, du lịch đến các địa điểm nổi tiếng như là Trảng Cỏ Bào Lạch, Núi Bà Rá, Vườn Quốc gia Bù Gia Mập, Thác Voi. Được khởi tạo từ thương hiệu uy tín hàng đầu trong đầu tư và phát triển bất động sản tại Việt Nam, Cát Tường Phú Hưng do tập đoàn Địa ốc Cát Tường trong vai trò là chủ đầu tư cam kết đem đến cho các nhà đầu tư chốn an cư có môi trường sống chất lượng và tiềm năng đầu tư sinh lời cao thông qua pháp lý hoàn chỉnh, minh bạch với 100% sản phẩm có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dành cho từng nền, gia tăng giá trị dự án nhanh chóng và bền vững. Với 18 tiện ích nội khu được thiết kế hiện đại đẳng cấp như quảng trường ánh sáng nhiều sắc màu, công viên thế giới di sản kiến trúc Destina, nơi hội tụ những tinh hoa kiến trúc hàng đầu thế giới. Liên kề đó là Bệnh viện Đa khoa Bình Phước cùng với nhiều công trình tiện nghi khác. Nhắc đến Cát Tường Phú Hưng mà bỏ qua những phân khu thương mại thì quả là một điều thiếu sót không hề nhỏ. Dự án bao gồm 4 phân khu, khu phố thương mại Lucky Mall, Hưng Gia Vượng, Phú Thiên Kim, Phú Khang Thịnh. Tất cả đều được quy hoạch một cách đồng bộ, khoa học và đặc biệt hơn với hạ tầng hoàn thiện. Rất nhiều những tiện ích hiện đại bậc nhất được thiết kế theo phong cách châu Âu phồn vinh. Tiêu biểu trong dự án là phân khu thương mại Lucky Mall,
khi sở hữu vị trí giao thương đắc lợi nằm giữa hai mặt tiền đường Đại lộ Doanh Nhân và đường Trường Chinh nối dài, nằm liền kề với lại phân khu thương mại Phú Thiên Kim. Phân khu thương mại Lucky Mall hứa hẹn sẽ là nơi hội tụ và lan tỏa những giá trị sống đích thực dành cho mọi cư dân. Tháng 11 năm 2020, các tường group đã hợp tác chiến lược cùng với Hòa Bình Architect, Hòa Bình Group để xây dựng trung tâm thương mại Lucky Mall, tầm nhìn 10 năm phát triển nâng tầm thương mại thành phố Đồng Xoài. Kết hợp với lại khu phố thương mại Lucky Mall còn có khu kinh tế đêm Phú Thiên Kim là biểu tượng về vui chơi giải trí hàng đầu của Bình Phước, với các công trình tiêu biểu mô phỏng những tượng đài kiến trúc nổi tiếng, tái hiện lại một cách sinh động bức tranh phồn hoa của thế giới, chắc chắn sẽ làm thay đổi diện mạo của địa phương, thúc đẩy sự phát triển về kinh tế, nhịp sống sinh động và đặc biệt là nâng tầm giá trị cuộc sống của con người. Quả thực được ngồi trong không gian của những dải nhà phố như thế này thì Hoàng Tú mới có thể cảm nhận được hết sự sang trọng, tiện nghi, đặc biệt là lối thiết kế kiến trúc vô cùng độc đáo theo phong cách phương Tây tuyệt đẹp. Chắc chắn một điều là bất kỳ ai khi đến đây hoặc khi trở thành cư dân của các tường Phú Hưng đều cảm nhận sự khác biệt giống như Hoàng Tú, và Hoàng Tú đang cảm thấy mình tận hưởng sự đẳng cấp của những khu nghỉ dưỡng hàng đầu trên thế giới. Không cần phải đi đâu xa, gia chủ sẽ tận hưởng được cảm giác vô cùng thoải mái ngay tại chính ngôi nhà của mình bằng những bữa cơm ấm cúng bên gia đình và người thân. Không những đa dạng mà mỗi thiết kế còn mang lại cho chúng ta cảm giác thư thái sau những giờ làm việc căng thẳng và mệt mỏi. Sau một ngày bận rộn dành cho công việc, học tập và các mục tiêu khác trong cuộc sống thì về đêm chính là khoảnh khắc mà chúng ta dành cho giải trí và thư giãn. Nói đến đây thì Hoàng Tú cũng xin được giới thiệu với tất cả quý vị một điểm đến mới toanh ngay tại thành phố Đồng Xoài mang tên khu kinh tế đêm Phú Thiên Kim. Theo như Hoàng Tú được biết thì khu kinh tế đêm Phú Thiên Kim vừa được mới khánh thành vào cuối tháng 9 vừa qua. Đến nay thì Phú Thiên Kim đã trở thành tâm điểm được ưu tiên lựa chọn hàng đầu cho việc vui chơi giải trí về đêm tại Bình Phước và các tỉnh lân cận. Không chỉ sở hữu đa dạng các gian hàng mua sắm chất lượng, nơi chốn trải nghiệm, thiên đường ẩm thực lớn, nơi đây còn thường xuyên diễn ra các hoạt động văn nghệ đặc sắc. Với những ưu điểm vừa nêu, Hoàng Tú tin chắc rằng trong tương lai không xa thì Phú Thiên Kim sẽ ngày càng thu hút được khách tham quan hơn nữa, từ đây tạo đà thuận lợi cho sự phát triển về du lịch của tỉnh nhà. Hoàng Tú tin tưởng rằng đây thực sự là một cơ hội vàng dành cho các nhà đầu tư, là nơi an cư vững chắc đáng được lựa chọn dành cho tất cả mọi người. Còn chần chờ gì nữa ạ? Hãy tìm hiểu ngay dự án có hạ tầng công cộng tiêu biểu năm 2020, các tường Phú Hưng, để nắm bắt ngay một cơ hội an cư, kinh doanh và đầu tư tuyệt vời.